Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sàng lọc COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Mô hình hỗ trợ F0 điều trị tại nhà ở huyện Văn Lâm. Nông dân tập trung ra đồng đẩy nhanh gieo cấy lúa xuân. Trả lại 2,6 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng. Huyện Tiên Lữ sẵn sàng cho công tác giao quân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông báo và kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm soát khống chế tình hình dịch. Trong đó, nhiều đơn vị phối hợp với ngành chức năng tiến hành sàng lọc COVID-19 cho toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động trở lại tỉnh Hưng Yên phải tự theo dõi sức khỏe 3 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2 mới được trở lại nơi làm việc, thực hiện nghiêm một cung đường, hai điểm đến là nơi ở và nơi làm việc, hạn chế tiếp xúc và thực hiện nghiêm quy định 5K. Tùy vào tình hình, điều kiện của mỗi cơ quan doanh nghiệp, chủ động liên hệ với các cơ sở xét nghiệm được Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cấp phép hoạt động để được tư vấn, hỗ trợ sàng lọc COVID-19, đồng thời cài đặt và sử dụng hiệu quả phần mềm QR code. Việc xét nghiệm có thể triển khai một trong hai phương pháp, xét nghiệm real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong sàng lọc COVID-19. Trong ngày 4 tháng 2, Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên đã triển khai test COVID-19 cho 1.300 cán bộ, công nhân viên. Hai trong ngày Chủ nhật 6 tháng 2, một số cơ quan đơn vị như Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Sở Tài chính cũng đã triển khai việc xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Việc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sẽ góp phần quan trọng không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Văn Lâm chỉ đạo tất cả các thôn thành lập tổ quản lý hỗ trợ giám sát F0 điều trị tại nhà. Mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực và được chính các bệnh nhân đánh giá cao. Ghi nhận tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, địa phương đang có hàng trăm F0 điều trị tại nhà. Anh nhà em là nhân viên của trạm y tế, anh có thấy diễn biến tốt lên không ạ? Vâng. Trong quá trình điều trị thì anh cứ tâm lý cứ thoải mái lên, tốt lên ạ. Em chúc anh mau chóng phục hồi sức khỏe ạ. Vâng, chị ơi, bọn em ở bên nhân viên y tế ở trạm, bọn em đến cấp phát thuốc cho chị ạ. Chị ơi, ở đấy là có hai loại, một loại là hạ sốt, thì là khi nào chị sốt thì chị sẽ uống một viên một lần cách nhau 4 đến 6 tiếng. Công việc thường xuyên ngay cả trong những ngày Tết của chị Nguyễn Thị Anh, bất cứ khi nào bệnh nhân hay gia đình có nhu cầu hỗ trợ thì chị và các thành viên của tổ hỗ trợ F0 điều trị tại nhà lại lên đường làm nhiệm vụ. Có 6 thôn nhưng xã Minh Hải thành lập 7 tổ hỗ trợ như vậy với trên 40 người tham gia. Trong đó đồng chí trưởng thôn là tổ trưởng, cán bộ y tế xã là tổ phó và các thành viên là cán bộ đoàn thể trong thôn. Đối với thôn là thành lập cái tổ đối với các ngành đoàn thể là phụ nữ này, cựu chiến binh này, nông dân này để kết hợp với gia đình là chăm sóc các F0. Khi gia đình cần thiết mà thiếu những cái gì thì giữa thôn và gia đình là sẽ kết hợp mua phục vụ. Chúng tôi đã phân công từng, tức là cứ ba người là một nhóm, mỗi một nhóm là phụ trách bao nhiêu trường hợp F0. Thế là cung cấp số điện thoại này, thế rồi gia đình cần cái gì là anh em tôi sẽ có cái cung cấp mua cái đó hộ. Đối với công an viên thì là sẽ quản lý và trưởng thôn quản lý là đối tượng không ra khỏi nhà. Cái thứ hai là đối với y tế thì sẽ chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Và đối với đoàn thể thì sẽ thực hiện cái việc mà hỗ trợ để F0 yên tâm để cách ly và điều trị tại nhà. Đến nay xã Minh Hải đã tổ chức cho hơn 230 F0 điều trị tại nhà, đã có hơn 100 bệnh nhân khỏi bệnh trở lại cuộc sống bình thường. Được sự quan tâm của địa phương thì chúng tôi cảm thấy thì cũng là thuận lợi cho gia đình. Do có sự quản lý chặt chẽ và nhất là sự hỗ trợ kịp thời nên các trường hợp F0 điều trị tại nhà ở xã Minh Hải đều yên tâm chấp hành nghiêm quy định cách ly, dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng, không có ca bệnh chuyển biến nặng. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường
vừa đảm bảo hiệu quả dạy học, vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp khi bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch, bảo đảm các quy định về hoạt động giáo dục trực tiếp theo các cấp độ dịch. Các trường mầm non lựa chọn tổ chức dạy học các kiến thức, kỹ năng quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu cơ bản cho trẻ vào lớp 1, xây dựng giải pháp hỗ trợ đối với trẻ 5 tuổi không thể đến trường học trực tiếp vì lý do dịch bệnh. Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên xây dựng phương án tổ chức dạy học đảm bảo giãn cách tối đa, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chưa tổ chức các hoạt động trải nghiệm tham quan, thực hiện chào cờ trong lớp, đồng thời kết hợp ôn tập kiến thức cũ với dạy học nội dung mới, nhất là với học sinh cuối cấp. Tận dụng thời gian học sinh đến trường để dạy các nội dung thực hành, thí nghiệm, đảm bảo tổ chức dạy học đối với các trường hợp học sinh không thể đến trường vì lý do dịch bệnh. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 2, học sinh tỉnh Hưng Yên trở lại trường học tập bình thường. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học an toàn, hiệu quả. Những quyết định này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của hầu hết giáo viên, phụ huynh và học sinh. Em cảm thấy rất vui mừng và hân hoan khi được quay trở lại trường. Vừa qua bọn em được tiêm đủ 2 mũi vaccine thì sẽ giúp được kháng thể tốt hơn khi đến trường trong môi trường nhiều người như vậy. Em cảm thấy rất an tâm. Các em ở nhà quá lâu thì nó cũng rất là nhiều cái hệ lụy. Thứ nhất là cái về mặt kiến thức, thứ hai là về mặt tâm lý của các em. Nhà trường cũng đã khảo sát cái ý kiến của phụ huynh cũng như học sinh thông qua website của nhà trường. Có đến 90% phụ huynh mong muốn là cho học sinh quay trở lại trường. Là phụ huynh thì tôi rất mong muốn cho con em được đến trường thì các cháu cũng được rèn rũa và nó theo phong thái nề nếp hơn. Ở nhà nhiều khi các cháu học trực tuyến thì chất lượng thực ra cũng là không được đảm bảo như các cháu đến trường. Nhưng mà rất mong muốn là cho các cháu đến trường nhưng cũng phải đảm bảo trong công tác phòng chống dịch theo quy định của nhà nước. Ngay sau khi học sinh quay trở lại trường thì chúng tôi tiếp tục duy trì tốt các nền nếp chuyên môn, đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt quan tâm tới chất lượng học sinh khối 9. Chúng tôi sẽ tổ chức dạy bổ trợ ở khối 9 cho các em để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 trung học. Học trực tuyến trong thời gian dài đã và đang có những ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn có những học sinh bằng sự cố gắng, nỗ lực cùng với phương pháp học tập thông minh đã đạt những kết quả nổi bật. Nguyễn Tuấn Linh, học sinh lớp 9A trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang chính là một học sinh như thế. Tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến, cố gắng hiểu bài ngay tại lớp, làm nhiều bài tập và không ngại hỏi khi bài khó, chính là kinh nghiệm để đạt được kết quả học tập tốt của Tuấn Linh. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, nên dù phải học trực tuyến cả học kỳ 1, Linh vẫn giữ vững phong độ, luôn nằm trong top những học sinh giỏi của lớp, của trường và được lựa chọn tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong lúc em học trực tuyến, em cũng đã tổng kết luôn các bài học và vẽ sự tư duy cho nó một cách dễ hiểu, dễ nhớ để học cho nó nhanh vào. Để việc học trực tuyến không nhàm chán, áp lực mà vẫn đạt hiệu quả, Linh đã tham gia dự án biên soạn đội san môn học Nguyệt Quế. Em và bạn bè trong đội tuyển học sinh giỏi là lực lượng nòng cốt tham gia tổng hợp và hệ thống kiến thức lớp 9 dưới dạng sơ đồ tư duy, dễ nhớ, dễ hiểu. Đến nay, có 4 số nội san môn học được xuất bản đã trở thành tư liệu học tập hiệu quả được học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang đón nhận. Tuấn Linh là một trong những học sinh rất là ngoan, có tinh thần trách nhiệm cao đối với lớp. Các hoạt động của lớp thì bạn ấy rất là năng nổ, tích cực. Và với các bạn trong lớp thì rất là đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ các bạn. Bạn ấy học lực tốt đều các môn về môn toán và môn lý hóa là các thế mạnh của bạn ấy. Thì bạn ấy cũng thường xuyên trao đổi và giúp đỡ các bạn học nhiều hơn trong lớp ạ. Trong không khí hân hoan những ngày đầu xuân, niềm vui của Tuấn Linh và gia đình càng thêm đong đầy khi đội san Nguyệt Quế được đánh giá cao. Tuấn Linh và các bạn trở thành nhóm học sinh trung học cơ sở duy nhất đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch toàn tỉnh sẽ gieo cấy tập trung ở Trà Xuân muộn. Vì vậy, ngay sau Tết Nguyên đán, khi thời tiết và các điều kiện phục vụ sản xuất thuận lợi, nông dân các địa phương đã tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 400 ha, trong đó gieo thẳng trên 300 ha. Hiện nay các địa phương đã hoàn thành gieo mạ xuân
và làm đất đợt 2 được gần 15.000 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản khuyến cáo các địa phương và nông dân chỉ nên gieo thẳng đối với những chân ruộng cao, chủ động tưới tiêu nước, duy trì mực nước từ 2 đến 3cm để giữ ấm cho mạ. Khi có rét đậm, rét hại hoặc dự báo sắp rét đậm rét hại, không được gieo thẳng, phải hãm mạ hoặc chuyển sang gieo mạ nền cứng. Sau gieo, tiến hành phun thuốc trừ cỏ, trừ ốc để bảo vệ lúa. Thời gian gieo thẳng từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 2 năm 2022. Chỉ đạo huy động tối đa lực lượng phương tiện để gieo cấy thật nhanh khi mạ dày xúc được từ 3 đến 3,5 lá. Mạ nền cứng, mạ khay được từ 2,5 đến 3 lá, không được để tình trạng mạ chờ ruộng, ruộng chờ mạ. Để tranh thủ nguồn nước và thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành cấy xong trước ngày 5 tháng 3 năm 2022, đảm bảo cho lúa sinh trưởng phát triển tốt là giai đoạn làm đồng, trổ bông trong điều kiện nhiệt độ ánh sáng tốt nhất. Cấy máy chỉ đạo mở rộng mô hình liên kết ứng dụng 100% cơ giới hóa trong sản xuất từ làm đất, gieo cấy chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh thu hoạch, tuyệt đối không gieo cấy khi nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C. Cùng với tích cực huy động vốn, cho vay các thành phần kinh tế, hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong năm 2021, các ngân hàng đã tập trung phát triển mạng lưới dịch vụ, đặc biệt các ngân hàng đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền 2,6 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Đầu tư chi nhánh Hưng Yên trả 70 món tiền thừa cho khách hàng với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Điển hình là chị Trần Thị Thu Hà trả cho khách hàng món cao nhất là 600 triệu đồng tiền thừa. Ngân hàng Công Thương chi nhánh Hưng Yên trả lại cho khách hàng gần 350 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Hưng Yên trả lại cho các khách hàng với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Hưng Yên 2 trả lại cho các khách hàng với tổng số tiền 42 triệu đồng. Trong năm 2021, hệ thống ngân hàng của tỉnh có thêm 5 phòng giao dịch ngân hàng được khai trương đi vào hoạt động. Trong đó HD Bank có 3 phòng giao dịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo động lực tài chính cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng chú trọng đến những cái sản phẩm mà có những thị trường mà có những cái phân khúc lớn, ví dụ như thị trường Văn Giang, thị trường Khoái Châu và thị trường Phố Nối. Thì trên nền tảng là của chi nhánh Hưng Yên đã phát triển trong vòng 3 năm vừa qua, thì chi nhánh cũng mạnh dạn là phát triển thêm 3 cái điểm giao dịch để đảm bảo là cái cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho bà con được linh hoạt và thuận tiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản có đủ các loại hình ngân hàng hoạt động, trên 900 máy ATM, máy POS đặt tại các trung tâm dân cư, khu công nghiệp và các trung tâm thương mại, dịch vụ có mặt trên khắp 10 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh. Đến nay, các sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP đạt sao của tỉnh Hưng Yên đều có sự nâng cao về chất lượng, cải tiến về mẫu mã, quy cách sản phẩm, đáp ứng tốt thị hiếu của thị trường. Những hộp hương của làng nghề Hương Xạ Cao Thôn khác với những năm trước, năm nay được sự hỗ trợ của thành phố nên được đóng gói, bài trí sang trọng và đẹp hơn, thể hiện được hồn cốt của sản phẩm làng nghề. Trong mỗi hộp gồm nhiều chủng loại hương khác nhau, thuận tiện cho người mua khi sử dụng và vận chuyển làm quà biếu. Từ khi có mấy mẫu mã mới đến giờ thì tiêu thụ rất là chạy hàng, rất thuận tiện cho những người tiêu dùng. Và khi mà người ta mua được một hộp hương là ta tự tay xách, nó rất gọn nhẹ, nó không lòng còng như ngày xưa nữa. Trong năm 2021, các sản phẩm OCOP của tỉnh cũng đã được các địa phương, doanh nghiệp, chủ thể tập trung nâng cao chất lượng và đặc biệt đầu tư sáng tạo trong thiết kế bao bì, mẫu mã nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Từ nhu cầu, sự góp ý của khách hàng đã khiến các doanh nghiệp có nhiều thay đổi về quy cách bao bì cho sản phẩm để phù hợp với thị hiếu, nhu cầu thị trường. Bộ quà tặng của chúng tôi thì gồm có 5 sản phẩm chủ lực, đó là mật ong, bột sắn, long nhãn, hà sen, sản phẩm măng tây. Thì trong cái 5 sản phẩm này thì cái bột sắn và hà sen, long nhãn ấy thì nó tạo lên một cái sản phẩm, đó là chè sen long nhãn mà nổi tiếng của phố Hiến Hưng Yên. Sau khi dùng chè xong trong cái gói combo sản phẩm này thì chúng ta có thể được thưởng thức cái vị trà măng tây, một cái vị trà cũng giúp cho thanh lọc cơ thể và cũng rất tốt cho sức khỏe con người. Về cái việc phát triển bao bì, tem mác sản phẩm, thứ nhất là để tiện sử dụng nhưng hình thức phải đẹp, bởi vì cái nhu cầu thị hiếu của khách hàng hiện tại ngày càng khắt khe, điều đó thôi thúc chúng tôi phải luôn luôn tìm tòi và phát triển sản phẩm. Làm sao để bao bì tiện sử dụng nhưng hình thức phải đẹp để khách hàng
không những sử dụng trực tiếp được mà họ còn tặng những người thân, đối tác của mình trong những dịp lễ Tết. Các sản phẩm làng nghề OCOP là những sản vật tinh túy của mỗi địa phương, vùng miền. Tâm lý của người tiêu dùng mỗi dịp lễ Tết hoặc đi du lịch tại các địa phương đều rất muốn có được những sản phẩm đặc trưng này. Tuy nhiên, những năm trước đây, người sản xuất chỉ tập trung vào nâng cao chất lượng mà chưa quan tâm đến công tác tiếp thị, đầu tư mẫu mã, bao bì sản phẩm hoặc nhu cầu thực tế về trọng lượng, số lượng của người tiêu dùng dẫn đến việc tiêu thụ hạn chế. Ngoài cái chất lượng sản phẩm ra đấy thì chúng ta cũng phải có một cái bao bì mẫu mã nó phù hợp, tiện lợi, dễ sử dụng và có thể giới thiệu hết được các cái tinh túy của sản phẩm. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 140 sản phẩm OCOP được xếp hạng và công nhận đạt 3 sao trở lên. Thực tế thì dù chất lượng sản phẩm tốt, khâu quảng bá, ấn tượng, hoàn thiện, nhưng nếu mẫu mã bao bì, nhãn hiệu yếu, sản phẩm OCOP Hưng Yên cũng rất khó tìm được vị thế trên thị trường. Vì lẽ đó, các sản phẩm này cần được khoác áo mới với mẫu mã sáng tạo, ấn tượng, tạo sự chú ý của người tiêu dùng. Nhiều năm nay, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang là địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với lợi thế ven đô và các điều kiện tự nhiên sẵn có, phát triển du lịch nông nghiệp trong tương lai sẽ là một ngành nghề để người dân ở đây làm giàu. Xã Xuân Quan có khoảng trên 130 ha dành cho sản xuất kinh doanh, hoa và cây cảnh với gần 1.000 hộ. Là một làng hoa lớn của miền Bắc, lại có lợi thế gần Hà Nội, liền kề khu đô thị Eco Park, làng gốm Bát Tràng, giáp sông Hồng. Đây là tài nguyên du lịch nông nghiệp phong phú, khác biệt với nhiều nơi. Và chính điều đó, trong quá trình thực hiện đề tài, nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Khoa học và Công nghệ cũng như Viện Khoa học Phát triển Nông thôn, đơn vị thực hiện đề tài đã đưa ra các giải pháp về phát triển tiềm năng du lịch ở làng hoa Xuân Quan. Phát triển ngành du lịch nông nghiệp ở Xuân Quan sẽ tạo một nghề mới cho nông dân, tạo một cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Trước đây ta chủ yếu kinh tế nông nghiệp, bây giờ thêm kinh tế du lịch và phát triển kinh tế du lịch với tính chất để tạo ra một cái trong cái cơ cấu GDP của xã phải có một cái thu nhập là thu về du lịch. Để phát triển du lịch và kinh doanh nông nghiệp trong điều kiện hiện nay của xã Xuân Quan thì trước hết sẽ triển khai trong phạm vi nhỏ với sự liên kết giữa hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hoa cây cảnh. Các hộ liền kề hoặc gần nhau sẽ hợp tác phân công nhau theo nhu cầu của khách. Cùng với đó, phải tạo ra được một số điểm nhấn để mời khách như trung tâm đón, trưng bày và giới thiệu các hạ tầng thiết yếu để khách nghỉ ngơi, tham quan, trải nghiệm. Cái hệ thống giao thông của chúng tôi thì chỉ là đường bê tông và một số đường bê tông thì đã xuống cấp. Và nếu mà để phát triển du lịch thì toàn bộ hệ thống giao thông đấy sẽ tới đây phải áp phan, bê tông nhựa. Cái thứ hai là hệ thống thoát nước thì phải được cứng hóa chứ không phải là hệ thống tiêu mương đất như bây giờ. Ba nữa là quy hoạch thì chúng tôi phải có quy hoạch các cái điểm đỗ xe. Đấy, và bên cạnh đó thì cũng phải tạo điều kiện cơ chế cho Xuân Quan, đó là có thêm được các cái dịch vụ. Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mô hình này đã được áp dụng hiệu quả tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thủ đô Hà Nội. Vì vậy, phát triển làng nghề gắn với du lịch nông nghiệp trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh của nghề trồng hoa cây cảnh như ở xã Xuân Quan sẽ đạt mục tiêu kép là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cả hai lĩnh vực nông nghiệp và du lịch trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch chỉ còn 10 ngày nữa, hàng nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh Hưng Yên sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc. Tại huyện Tiên Lữ đến thời điểm này, hầu hết thanh niên trúng tuyển nhập ngũ đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng nhận lệnh chờ ngày nhập ngũ. Đang là sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội, thanh niên Vũ Đức Tùng, thôn Dị Chế, xã Dị Chế viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, ngay sau khi địa phương phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Theo Tùng, tuổi trẻ trước hết phải xác định rõ trách nhiệm với quê hương đất nước. Vì vậy, sau khoảng thời gian vui vẻ đón Tết Nguyên đán cùng gia đình, đến nay Tùng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Em sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau này em muốn gắn bó công tác lâu dài trong môi trường quân đội. Một số công dân vắng mặt đi làm ăn xa
thì không trở về địa phương được do làm việc ở tại các công ty, các doanh nghiệp trong khu vực phong tỏa. Tuy nhiên thì chúng tôi đã tìm các cái biện pháp để liên hệ với người thân và gia đình để động viên các thanh niên đó về khám vét, khám tồn động đến thời điểm này. Về cơ bản đã hoàn thành được chỉ tiêu của huyện giao. Thanh niên Nguyễn Văn Nam ở thôn Nội Mai, xã An Viên cũng đang rất háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ. Được biết Nam đang là công nhân tại một doanh nghiệp dệt may với mức lương ổn định, song nối tiếp truyền thống của quê hương gia đình, Nam cũng sung phong và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Gia đình chúng tôi thì rất phấn khởi, tại vì là được cháu quyết tâm, nhiệt tình và cháu nó cũng sẵn sàng lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Nam thanh niên nằm trong độ tuổi chúng tôi quản lý rất chặt chẽ. Trước ngày Tết Nguyên đán là tổ chức thăm hỏi tặng quà đến gia đình có tân binh và cùng với gia đình nắm bắt tư tưởng rồi động viên anh em nam thanh niên là sẵn sàng nhập ngũ. Đến thời điểm này thì chúng tôi là chỉ tiêu giao huyện giao quân là 14 mà chúng tôi vẫn đảm bảo quân số là 15. Năm 2022, huyện Tiên Lữ được giao tuyển chọn 163 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Được biết toàn huyện có 5 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến nay chỉ tiêu giao quân cũng như chất lượng mọi mặt bảo đảm hoàn thành, đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Với mục tiêu giảm nhiệt căng thẳng giữa Nga và Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến sẽ đến thăm Ukraine vào ngày 14 tháng 2 và sau đó một ngày sẽ tới thăm Moscow để có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết nhà lãnh đạo Pháp sẽ thăm Nga và Ukraine hội đàm với lãnh đạo hai nước vào đầu tuần tới trong một nỗ lực để giảm căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến Nga vào ngày 7 tháng 2 để gặp Tổng thống Vladimir Putin và đến Ukraine vào ngày 8 tháng 2 hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quan hệ giữa Nga với Ukraine và phương Tây đã leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây, khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự với Ukraine. Trong khi Mỹ và NATO liên tục cảnh báo về một cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine, thì một bộ phận người dân ở Ukraine đang trở nên lo lắng và tìm cách chuẩn bị đối phó với khả năng chiến tranh. Đa phần người Ukraine dù ít tin rằng một cuộc xung đột sẽ xảy ra với Nga, nhưng tất cả các cuộc thảo luận về chiến tranh đều trở thành điều đáng lo ngại. Nhiều người đã tìm cách đổ đầy nhiên liệu vào xe, mua thực phẩm khẩn cấp và đăng ký tham gia huấn luyện với lực lượng bảo vệ lãnh thổ để trau dồi kỹ năng của mình. Các trường học trong thành phố đang trở thành nơi thực hành các cuộc tập trận đánh bom hoặc không kích. Mạng xã hội có đầy đủ các hướng dẫn chính thức để chuẩn bị túi sinh tồn khẩn cấp để sơ tán và mọi người đã bắt đầu vạch ra những con đường thoát thân của họ. Chủ yếu là lái xe về phía Tây nhanh như họ có thể. Ngay cả những người hưu trí cũng đang tham gia các cuộc tập trận vào cuối tuần ở vùng rừng ngoài Kiev. Thái Lan đang lên kế hoạch lập bong bóng du lịch cho các điểm đến chặng ngắn sau khi chương trình du lịch Test and Go được nối lại vào đầu tháng 2 này. Ý định lập bong bóng du lịch nói trên của Thái Lan nhằm mở rộng, thu hút khách du lịch từ các quốc gia láng giềng. Vấn đề trên có thể được đưa ra thảo luận khi Thủ tướng Malaysia tới thăm Thái Lan vào cuối tháng 2 này. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, Thái Lan muốn tiếp tục các sáng kiến bong bóng du lịch, đặc biệt là với các quốc gia lân cận có lưu lượng qua lại biên giới lớn như là Lào, Campuchia và Malaysia. Trước đó, Thái Lan nối lại hình thức miễn cách ly Test and Go cho du khách nước ngoài. Chính phủ Thái Lan tin tưởng rằng hệ thống y tế công cộng được trang bị đầy đủ của đất nước có thể đối phó với tình hình sau khi chương trình Test and Go được nối lại. Bộ Du lịch và Thể thao kỳ vọng việc nối lại chương trình miễn cách ly sẽ giúp cho Thái Lan thu hút khoảng 8 triệu lượt khách du lịch trong năm nay. Bali, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Indonesia, vừa qua đã đón chuyến bay thẳng đầu tiên chở khách du lịch quốc tế sau 2 năm đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, vào ngày 3 tháng 2, chuyến bay xuất phát từ Nhật Bản đã hạ cánh xuống Bali với 12 hành khách. Ngay khi xuống sân bay, du khách được kiểm tra y tế trước khi di chuyển về khách sạn cách ly.
Chính phủ Indonesia cho biết việc tái khởi động các chuyến bay quốc tế nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch đang bị kiệt quệ của Bali, vốn chiếm tới 54% tổng sản phẩm quốc nội GDP của hòn đảo, cũng như thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của quốc gia. Bali cũng quyết định mở cửa đón du khách từ tất cả các quốc gia trên thế giới bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 vừa qua, thay vì chỉ 19 quốc gia như hiện nay nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Oxford đã phát hiện ra một chủng virus HIV có độc lực cao ẩn náu ở Hà Lan trong nhiều thập kỷ. Theo phân tích được công bố hôm 3 tháng 2 của nhóm nghiên cứu, những bệnh nhân bị nhiễm biến thể BB của virus HIV có mức độ virus trong máu cao hơn từ 3,5 đến 5,5 lần so với những người bị nhiễm các biến thể khác. Biến thể mới này cũng khiến cho hệ thống miễn dịch của người nhiễm bệnh yếu đi nhanh chóng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho thấy rằng các cá thể nhiễm biến thể BB của virus HIV có khả năng phục hồi tương tự như các cá thể có các biến thể khác sau khi bắt đầu quá trình điều trị. Do đó, các nhà khoa học cho rằng sự xuất hiện của biến thể này không có lý do để đáng báo động. Liên Hợp Quốc vừa công bố bảng xếp hạng các thành phố toàn cầu năm 2022 và trao cho thủ đô Moscow của Nga vị trí hàng đầu trong các thành phố lớn có chất lượng sống và cơ sở hạ tầng tốt nhất thế giới. Theo báo cáo, các chuyên gia đã phân tích 50 thành phố lớn nhất trên toàn cầu và xếp hạng 29 thành phố theo 6 chỉ số: năng suất, phát triển cơ sở hạ tầng, chất lượng cuộc sống, công bằng và hòa nhập xã hội, tính bền vững về môi trường, quản trị và luật pháp đô thị. Thủ đô của Nga đứng đầu về chất lượng cuộc sống và phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời đứng thứ 3 về tất cả các chỉ số thịnh vượng của thành phố. Xét tất cả các hạng mục cùng nhau, ở vị trí thứ nhất và thứ hai lần lượt là Singapore và Toronto, thứ tư và thứ năm về Sydney và London. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.